Xin chào tất cả các bạn nha. Video này tiếp tục mình sẽ giới thiệu các bạn tham gia một chương trình ở góp nhãn tóc cần Zinu Jiki Inu các bạn. Thì hiện tại mình chưa biết nhận được bao nhiêu tóc cần nữa các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn copy hashtag này từ cái chữ này drop thăng BC này các bạn. Và tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Bạn vào follow tại Twitter nữa nè. Trên tại Twitter nó thì các bạn bấm theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn người ta quyết nha các bạn. Đây là cũng là một cái trên chó các bạn. Hiện tại trên chó khá là giảm. Và các bạn dán hashtag đó vào và tan những người bạn mình vào các bạn. Ba người bạn vào. Sau khi các bạn tự quyết lấy xong thì các bạn bắt đầu nè các bạn. Ta gọi chờ chút xíu. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram chat và trên Zalo nữa các bạn. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nữa. Rồi username của mình là cộng anh 1133 nè. Ủa tại Twitter chứ là Win chứ VNNH9 nè các bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ lên một link review nè các bạn. Thì các bạn qua tại Twitter của tất cả các bạn gái nè các bạn. Rồi các bạn chạy chút xíu các bạn. Trên tờ Twitter các bạn nhấp vào 3 dấu gạch bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài tờ Twitter hồi nãy các bạn. Là bài này nè các bạn. Zuki Inu Airdrop nè các bạn. Các bạn sẽ chép nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán lên review cho đây nè. Đây là một dự án mới ra luôn. Bạn nó có chương trình Airdrop đầu tiên của nó luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram của các bạn nha các bạn. Các bạn đã cho anh chào à, cộng anh 1133. Các bạn mở Telegram của mình ra, nhấp vào bay cùng cùng, nhấp vào check-in thì sẽ gặp được username mình à. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Binbi Smart Chain các bạn. Hiện tại giá của Binbi khá là giảm luôn các bạn. Còn $500 trên một tục càng 509. Rồi các bạn sao chép và bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa thông tin chính xác đầy đủ hết các bạn. Rồi bạn nếu gọi chính xác hết thì bạn bấm rỡ nó xong các bạn. Ok, vậy mình đã giới thiệu các bạn tham gia chương trình này góp nhận tóc cần Zuki Inu đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.